Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng qua diễn biến phức tạp ở một số tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Điển hình là một số hoạt động sản xuất buôn bán các sản phẩm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 không có quá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, buôn bán hàng nhập lậu và sản xuất buôn bán hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, buôn bán vận chuyển một số mặt hàng cấm qua biên giới tại nhiều địa phương trên cả nước. Thông qua công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Tính đến hết tháng 9, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý 100.290 vụ việc vi di phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 7.519 tỷ đồng, khởi tố 1.615 vụ với 2.148 người liên quan, tăng 90,27% về số vụ và tăng 85,63% về số người liên quan so với cùng kỳ năm ngoái.